Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 10111 của Thành ủy về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng có 4 cơ quan báo chí địa phương, 107 cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động tại Đà Nẵng. Tổng số nhân sự của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2021 khoảng trên 800 người. Trong 3 năm qua, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định số 10111 quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, các cơ quan địa phương và đơn vị liên quan đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ được giao để thực hiện, trong đó triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước về báo chí, xây dựng thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí, công tác hợp tác truyền thông giữa Đà Nẵng với các cơ quan báo chí, tăng cường công tác phối hợp trong việc phát hiện và xử lý báo chí vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về nội dung chính trị, tư tưởng, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố có sự gắn kết và hợp tác tốt hơn với chính quyền thành phố. Theo thống kê, hàng năm, các cơ quan báo chí đã thực hiện từ 120.000 đến 150.000 sản phẩm truyền thông về Đà Nẵng, hỗ trợ rất lớn trong công tác quản lý điều hành chung của thành phố và quảng bá hình ảnh vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới.